Xin chào các bạn nhé. Sau cơn mưa thì trời lại sáng các bạn. Hôm nay trời rất là tạnh ráo, như là gió khô hanh nha các bác nhá. Các cái luống rau của trường Lý cũng đã gần hết nước rồi. Và hôm nay là ngày thứ tư của đào móng cũng như là xây nhà cho em Tủa. Thì hôm nay trời đã tạnh rồi và các anh em thợ bắt đầu đo đạc cũng như là lên móng rồi. Sáng nay thì trường Lý bận lên lớp, vì vậy là không ra quay từ đầu được các bác ạ. Đấy, bây giờ trường Lý sẽ đến cũng như là ghi lại, quay review cho các bác được biết là về tình hình tiến độ đến đâu rồi. Xin chào Mỹ Phành nhá. Ôi gùi à? Không có xe rùa à? Nhưng mà không đi được đúng không? Không đi được. Sao bác ván đi? Phải gùi đi đó. Gùi có khi là được nhiều hơn xe rùa ấy nhỉ? Và hơi nặng tí nhỉ? Nặng tí đấy, 2 tí. Hôm nay đã lên được một bên móng rồi à? Đang nói mẹ ông của mình, ông làm đéo kì. Mỹ Tủa đâu? Mỹ Tủa đi nấu cơm rồi à? Nấu ở đâu? Nấu ở nhà. Ở trên nhà mình đây gì? Từ sang bên kia. Thế bà đi làm thuê không? Bà đi xay rau lợn, không đi làm thuê đâu gì. Đấy. Vậy là móng đã được xây lên rồi, nhưng mà không kè ấy à, không kè cho nó thẳng à? Không, cái móng này bởi vì còn lấp đất à. Lấp đất mấy nữa còn làm rãnh mà. Cái này phải lấp đất vào. Ông lúc nãy à, ông con của ông Sáu bảo là chú phải đi gặp nó. Gặp thằng ấy á, thằng Xính á, thằng Lành á. Nó bảo sao? Nó bảo là nó phải cho chuyển xuống dưới ấy, nhưng mà bảo đau chuyển hết rồi. Đấy, bảo đau, đau ở đây một lượt rồi đấy. Vâng. Nó sợ hỏng cái bờ này á. Hỏng sao được, mai giọt danh mình rơi xuống đây chứ đất của ai người đấy làm thôi. Nhây. Tầm này là quá là rộng rồi. Hơn 2 mét rồi gì nữa. Cái giọt danh mình sau này nó cũng chỉ rơi xuống ở đất đây thôi. Rồi để cái đấy mai sẽ bảo gặp riêng. Ở dưới này không giải vữa à? Đấy. Cố gắng xây kè cho nó thẳng cái đá cái nhá. Không thì mấy nữa. Đằng trước này thì không cần. Nhưng mà cái hiên này này mình phải xây thẳng lên. Không thì cái hiên á, cái hiên sau này cũng có một cái móng ôm dài ra 1,5 mét, xong móng ôm cho nó chắc ấy. Đấy. Nhưng mà cái hiên này cũng phải lấp cái đất này vào chứ. Cái lấp đất mà. Tức là nền nhà cao hơn cái ấy này. Cái nền này cao hơn các cái thửa ruộng này. Móng miếc xi trộn xanh xanh tí nhỉ, cho chắc. Dẫn nước ở nhà Phành xuống à, hay nhà Trương xuống đấy. Đấy. Chỗ này để qua đêm một cái là trộn dễ rồi nhỉ, nó cứng. Mình làm cái móng này xong khả năng mình láng luôn cái nền đi. Láng luôn cái nền á? Láng luôn cái nền mới xay rồi, không làm thế bẩn quá thì mẹ bê cái gạch vào không ấy đâu. Thì mình gạt ra láng tạm thôi, hoặc là cho nó cứng lại cái nền thôi. Bởi vì mình còn phải đi lại đầm cho nó cứng lại thì sau này cái nền nó mới không bị ướt. Chứ láng luôn là nó ướt sau này nó bị nồm ác lắm. Hôm nay có 3 anh em thôi à? 3 anh em thôi. 3 anh em xây. Chỗ này sẽ lên một hàng gạch ngang nữa nhỉ? Một hàng gạch ngang xong là xây tường lên thôi. Để nó cao hơn so với lại cái sân.
chọn dẻo dẻo này đổ cho nó chảy xuống dưới chắc chắn đấy. Không là mai là nó nứt tường cho tủa là anh em là lại phải lên vá lại đập lại thế nhá. Không là nứt đấy, không chắc là nứt đấy. Hôm nay hết mấy bao rồi? Ừ? 4 bao à? 4 bao là cho một lưỡng này luôn á. Ừ đấy, nhưng mà mình phải lấy bằng đã để cho nó xe cứng đã. Thế này cho một lưỡng này luôn là phải không? Đúng rồi, cho một lượt hàng ngang này. Đấy. Xong là mình bắt đầu lên tường đấy. 10 lên tường 10 thôi nhỉ? Đấy mình lấy cán bằng mặt bằng đã, xong là cho nó cứng. Đây, thế thì hôm nay xong rồi đấy nhỉ? Xong được cái móng đúng không? Người quá. Chiều nay có thêm ai không ở Phành? Có ai ở hôm qua xin về nhưng mà mưa quá làm có buổi. Và thế xem nhờ xem ngày mai có mai là nếu mà có thì là... mượn khoảng 2-3 người nhá, hộ đào cái bể phốt nhá. Đào cái bể phốt. Ờ. Đây. Sát với cái này, sát với cái móng này. Đào bể phốt lên xong là xây luôn bể phốt để chuẩn bị làm cái nhà vệ sinh tự họa nhá. Đấy thì vừa rồi là cũng có chị Vũ Hoa là có gửi cho tủa là 500.000 để đóng góp cho xây nhà, nhưng mà cái số tiền này thì anh sẽ trích ra để cho chú với lại tủa mua thức ăn để làm nhá. Đấy, thì anh sẽ trao cho 500 để làm thức ăn nhá, mua thức ăn ăn nhá. Đây rồi, xin nhá. Cảm ơn anh và các mệnh thành quân nhá. Rồi đấy, đây là số tiền của chị Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh nhá. Chị gửi cho để cùng giúp để làm nhà, nhưng mà qua mấy hôm nay trời mưa gió không làm việc vất vả ấy, thì thôi mua một ít thức ăn để tập bổ sức khỏe cho tủa với gia đình nhá. Đấy. Thì chú ở đây thì mỗi tủa là nó tin tưởng nhất thì thôi thì cứ bảo tủa nấu cơm ở đây ăn cùng với gia đình nhá. Ăn cùng với gia đình xong là giúp tủa nhá. Nhá. Đấy. Hôm nay bà xã đi làm thuê đó. Ừ, rồi đấy thì xem đi gặt lúa à? Ừ, đi gặt cắt lúa. Bao giờ về? Chưa biết được, lúc nãy về đi. Lúc nãy mới đi à? Ừ. Thế thì xem mai nhờ xem thò về chưa? Thò về nhưng mà tủa nó không đồng ý thì em không muốn. Tủa không muốn thò làm à? Ừ. Thế nhờ được thằng nào không? Thằng bạn say hôm nọ nó có ở đây không? Thằng bạn nó vẫn ở bên kia mà, vẫn ở nhà đồng hao kia mà. Hay gọi nó đến giúp một buổi hay một ngày gì đấy, xong nấu cơm cùng nhau ăn. Vâng. Nhá. Vâng. Xem có tiền ăn rồi thì nhờ thêm một hai người nữa để phụ đào cái bể phốt nhá. Vâng. Xong lại đào cái hiên nữa nhá. Đấy, còn cái hiên nữa đấy, cái hiên cũng phải đào móng xuống đến cái đất củ nhá. Đấy, xong mới lấp đất vào, xong sau này mới mình mới đổ bê tông, đổ xi được cái hiên, mới láng được cái nền hiên. Cái hiên cứ đo ra khi xây được cái móng này rồi thì tí anh sẽ đo bảo anh em thợ là đua ra 1,5 mét cái hiên nhá. Đấy, xong là sẽ đào móng. Đấy. Thì tí anh sẽ bảo anh em thợ đây. Cuối đang đo từ cái mép tường nhà nhá ra đến ngoài này là 1,5 mét nhá, để làm cái hiên cho nó rộng một tí để đi lại cũng như là ngồi nước nó thoải mái. Thì đua ra 1,5 mét
Xong là mình lại vẫn còn đá đúng không? Đấy thì mình ấy còn đá và còn bao nhiêu đá thì xây tất đi. Còn không thì lại thiếu thì lại xây gạch lên. Cái hiên thì xây gạch được, nó không chịu lực mấy, không sợ. Nó không nứt được nhá. Đấy. Thì mình sẽ đua từ đây ra đây là mét rưỡi nữa nhá. Đấy, tức là cái hiên, nguyên cái hiên này là mét rưỡi nhá. Để sau này mình lợp trên này là hai tấm bờ lô mà. Hai tấm bờ lô cho nó chảy ra bên ngoài này. Nó sạch sẽ. Là chỗ hiên này là nó thấp hơn ở cái này. Thấp hơn một viên gạch. Nhưng mà đằng nào cũng phải lớp cái này sang làm như thế. Đúng rồi. Làm xong mình lấp hết về đây. Hai bên này là xay xuống gì phải không? Cột đây. Xay bằng gạch xuống ấy. Xay ra đây xong là đóng khung vào. Đúng không? Nó vẫn có móng đúng không? Vẫn có móng của hiên. Nhá. Vẫn có móng hiên ra ngoài này. Khép cái cột kia là chú tính kiểu gì? Khả năng là đổ đi. Bây giờ mình không giằng móng nữa thì mình sẽ đổ cột. Lấy sắt ở kia đổ, lấy mỗi cái cột là mình cho ba cái sắt vào xong đổ cột vuông cũng được. Cột vuông cũng được. Hả? Mình không có cái bổ ấy. Chỉ có đủ cột tròn không? Đủ vuông đủ không được cột tròn. Có cột vuông thì đúng không? Đổ cột vuông dễ hơn cột tròn đúng không? Đấy. Thì mình sẽ đổ cột vuông. Nhớ mà đổ vào cột chú tính chú xem nào nhá. Xem nào em đi mua cốt pha đấy. Mượn cốt pha không được à? Mượn anh em ngoài kia một tí. To rồi, bọn đấy không phải bé đâu, bọn đấy 25 à. Đổ cột 25 à? Không được không? Bọn nó 25 rồi, thế bây giờ nó đang thiếu, nó bây giờ nó không đủ. Không đủ à? Thế phải mua à? Phải mua. Mua thì lại phải thêm tiền à? Phải thêm tiền đấy, thế thì ba cái cột đấy cột đủ là phải thêm tiền đi mua cốt pha. Cốt pha đắt không? Cốt pha đắt một tấm 50.000 hoặc chuyển về đến nhiều cái. Thì ba cột này dùng một cái để làm thôi nhỉ? Một cái là chậm. Một đen là mới bốc được một cái thôi. Thế thì ba xem nào. Hai cột vào. Ba cột thì úi thế thì tính 3 ngày không được chậm. Phải được đủ hai cột đây. 8 tấm. 8 tấm. 840 mất 400.000 cơ. Đấy. Hôm đấy là 5840 về đến được cái nhưng mà để chẳng biết phải đi xẻ chỗ nào mới được. Họ bán mang về đây à? Không, họ mang về đường cái cho mình thôi. 50.000 một tấm cả. Bởi vì mình nó khá ra cây, mình cao khoảng tầm 2m8 này thôi. 2m8 là nó phải xẻ tầm 3m. Là về là mới ấy được. Tầm 3m à? Anh tính là mỗi ngày mình lại sẽ lên một cột, tranh thủ lên một cột. Nhưng mà một ngày lên một cột là chậm. Thì mình lại xây tiếp. Ôi xây nhanh mà. Thì vừa xây vừa đổ. Xây thì nhanh thôi. Nhưng mà làm một cột thôi. Mình xây xong là lấp bên này xong là mình rồi. Làm. Đúng rồi. Mình cái này không lấp là không biết làm đâu. Mình cứ xây xong là mình đổ cột từng cột một, làm một cột thôi. Đấy khoảng 4 tấm thôi. 200.000 là đủ nhỉ. Thiếu nhiều lắm. Còn cái móc nữa mà. Còn móc nó mới đủ. Nó mới móc sắt à? Móc sắt chứ. Móc sắt thì móc nó mới được. Có cái nền đấy chứ. Có cái nền mà đóng cái không ấy. Có cái nền kia đấy. Không đơn giản đâu. Đây là 4 2 4 6 8. Một cột 8 nền đó. Một cột 8 nền. Dùng nhiều lắm. Không phải đơn giản đâu. Đấy thì cứ nghiên cứu xem đổ cái cột lên xong là mình sẽ đua ra. Có ván không? Hay có cái ván nào để đổ cốt pha được không? Không, cốt pha phải đi xẻ rồi.
con keo này không được không? À. Con keo này không được không? Nó phải mỏng à? À nó phải thẳng đúng không? Con pha nó phải thẳng đúng không? Nó chạy xuống thôi đúng không? Mày mất công chỗ này trơn mày một phát thì ngã lộn cổ đấy. Cả cây cũng thế, qua đường này hết cả gạch. Đi cũng cho qua đường này hết. Bác ván à? Ừ, bác ván cho không để hết. Trượt à hay là làm cái gì? Qua chỗ đây này. Nhưng mà cát làm sao đi được? Cát qua đằng kia. Cát nếu có xe rùa dùng chạy xe rùa được. Trong kia nhưng mà đi ván thoải mái giải mà. Cắm thoải mái giải từ đây ra giải từ đây. Đấy các bạn ạ. À, sau một thời gian buổi sáng ngày hôm nay thì móng đã được hình thành, đã được kê đá như là lấp xi vào rồi. Đấy, đổ xi đổ cát vào để san mặt bằng. Sau đó là sẽ xây một hàng gạch ngang. Đó để làm cái móng. Thì cái móng này thì là không rằng nhá các bác nhé. Bởi vì do cái nhà của tủa nó cũng bé, xong là mình làm là tường nó cũng không cao lắm, vì vậy là không cần rằng. Mình làm một mái thôi, vì vậy là rằng cũng không cần thiết lắm. Đấy. Cái móng đá này là cao hơn 30 phân. Đó, rất là chắc rồi. Đấy. Bởi vì qua tham khảo cũng như là theo kinh nghiệm của anh em thợ xây ấy, nói là không cần rằng móng đâu, cái nhà bé này không cần rằng móng nhá các bác nhá. Thì cái số sắt trước đây trường lấy để là rằng móng ấy thì sẽ đổ cột đằng trước cho em tủa để làm cái mái hiên cho nó chắc chắn. Đấy. Thì cái sắt rằng móng mình sẽ chuyển sang để đổ cột. Vì hôm trước trường lý có mua 6 thanh sắt 10 phi 10 thép xoắn ấy để rằng móng. Nhưng mà thấy cái móng này với cái độ đất ở đây nó cũng khá là chắc rồi. Thì mình không rằng nữa. Mình để sắt làm cột nhà thôi. Sáng ngày hôm nay, trong ngày hôm nay chắc chắn là sẽ xong được cái phần móng đá. Nên là xây nhanh thì chắc là vẫn xây kịp được một là hàng gạch nhờ. Kịp đấy nhờ. Đấy xong là xong rồi mai xây cái hiên. Hiên xong là đào cái bể phốt. Xây cái bể phốt. Còn tường thì cứ lên túc tắc thôi nhỉ. Đấy thì bây giờ cũng chưa trưa rồi. Thì thấy nói là em tủa về nấu cơm. Thế nên là mình sẽ đi lên xem tủa nấu cơm kiểu gì. Xem ăn uống như thế nào nha các bác nhé. Quay cho các bác xem một bữa cơm của anh em ăn như thế nào. Cát thiếu à? Ờ. Cát mai vẫn gọi lên mà. Chưa lấy cát lên đâu mà. Còn một xe cát. Ui thoải mái chỗ này. Bốn khối cát đủ. Đây một nửa này đã sắp xong móng rồi. Đấy, còn xây kia thì nhanh thôi. Xây kia cần ít cát thôi mà. Đá không thiếu đâu. Đấy. Mình sẽ đi lên xem mí tủa nấu cơm ở nhà anh Phanh. Xem là tủa nấu cơm kiểu gì, có ngon không. Đấy, ở đây thì đất cát cũng khá là nhiều. Nhưng mà những cái chỗ này là nằm thuộc đất của các cái hộ gia đình ở đây rồi các bạn. Nhà anh Phành chỉ có từ cái thửa ruộng bên trên vừa rồi anh đào ấy hất lên thôi. Còn dưới này là bán cũng như là giao khoán cho các gia đình hết rồi. Và ở khu này ấy là có nhiều mộ lắm các bạn.
Đây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, phải có tầm chục cái mộ ở đây. Nhiều mộ lắm. Toàn các ụ đất to đùng thôi. Đây này, đây một cái này, đây một cái này, đây một cái này, ba cái, đằng kia một cái nữa ấy. Khu này nhiều mộ lắm các bạn. Bên này nữa, bên này 4-5 cái nữa. Đấy. Còn đất anh Phành là từ cái cột điện này đổ hất lên trên kia, và từ cái hàng cây mỡ này đấy đổ sang. Đấy, cây mỡ bây giờ mùa thu, thế nên là vừa rồi được một trận mưa thì mỡ lên khá là đẹp rồi. Đấy. Đấy. Mỡ này ở trên này đất rất là hợp cây mỡ nha các bác nhé. Đấy. Mình thấy là mỡ trồng là rất là hiệu quả. Đấy, có những cây rất là to trên đấy, dưới này thế. Trước đây anh Phành cũng được chặt một cây ở đây để làm nhà, cũng rất là to, trồng có hơn 10 năm thôi mà cây nó rất là to nhá. Đấy. Rồi là anh Phành trường lý mua cho là 1.300 cây, trồng hết cái đồi này thì anh Phành đã trồng được một nửa đồi rồi. Đấy, 1.300 cây trồng thưa. Đấy, dọc theo đây cũng trồng được khá là nhiều nhưng mà không bảo vệ được, bị trâu bò nó dẫm nát này. Hỏng mất mấy cây, 1, 2, 3 cây, 4 cây. Đấy. À, lâu không leo dốc mệt cướp các bạn. Đấy. Đấy, lên trên nhà anh Phành thì quan sát xuống toàn cảnh trung tâm xã Phiêng Luông nha các bác nhé. Đây là trung tâm xã. À, xem vừa rồi anh Phành anh mua con lợn như nào. Hết nhốt đây, nhốt đây. À, đây nhốt đây. Oh, con lợn khá là đẹp các bác ạ. Con lợn đẹp ạ. Tu bua. Lợn đẹp đấy. Và sau một năm chuyển sang đây thì anh Phành anh có nuôi được khá là nhiều gà rồi đấy. Có gà to này, có gà trống rồi này. Đấy, đây có một đàn gà con 1, 2, 3, 4, 5 được 11 con. 11 con các bác ạ. Vậy là có gà, có lợn. Đấy. Còn đây là trước cửa nhà anh Phành. Trước trường lý có cho trồng mấy cây mỡ ở đây. Thì mỡ lên phát triển khá là đẹp đấy. Đây này. Đấy. Cây to bằng ngón, sắp bằng ngón tay cái à. Đấy. Bẻ cái cành này đi. Cái mầm bé bé này bỏ đây. Đấy, mỡ biết là lên đẹp phết rồi đấy. 1.300 cây mà lớn hết lên được thì cũng ra khối tiền đấy các bạn. Chỉ cần lấy được khoảng 1.000 cây thôi. Ôi dồi, gì đấy? Đuổi gà. Ôi dồi, đang làm gì đấy? Đang làm gì đấy? Chưa cơm. Đang làm cơm chưa? Ừ. Ừ. Làm đi. Ừ. Ừ, đi xem một vòng thế nào. Đấy. Ở đây nhà Phành thì đấy, những cái cây mỡ là thấy cái ngọn vàng vàng rồi đấy, đốm 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 kia. Là những cái mỡ con đấy. Nhà mùa này cỏ nó mọc nhanh quá. Rồi Phành cũng có phát qua rồi nhưng mà nó vẫn chưa được sạch lắm. Này trâu vào là dẫm mà hỏng hết. Đấy. Vườn sắn là sắp nhổ được rồi. Đấy.
Đấy, tủa ở bên này là rất là lợi thế, là được cái là lấy nước của anh Phành này, kéo xuống đây này. Đấy. Kéo xuống để đảo vữa làm nhà rất là tiện. Nha con nha, còn đường nước xuống dưới kia rồi. Đấy. Nhà tủa thì ở cái chỗ kia. Vâng nhé. Đấy. Tủa sang ở khu trung tâm đông dân cư. Thứ nhất là để cho tủa tiếp cận được nhiều. Có một cái lợi thế là được tiếp cận nhiều anh em bà con đi qua lại đây. Để cho đầu óc tủa nó sáng sủa, va chạm nhiều. Sẽ cải thiện được cái bệnh trầm cảm của tủa. Trước đây là tủa không chơi với ai đâu. Từ lúc gặp trường lý mới đưa đi chơi nhé các bác nhé. Đưa đi chơi rồi là đi làm việc linh tinh thì tủa giờ mới được như bây giờ đấy nha các bác nhé. Trước đây tủa mệt lắm, toàn ở nhà không đi lang thang thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nhà xem tủa nấu cơm thế nào. Ây da, làm món gì đây? Ui, cá to thế. Ừ, làm con cá à? Cá đông lạnh à? Ngon đấy, được. Cá tươi đấy. Tốt đấy. Thế nấu đi. Thanh niên này đi lấy giấy về cho lợn à? Nghĩ dình. Hồi chú tủa nấu cơm nhá. Đi rửa chân tay đi. Ấy à, nhặt cả rau dớn cả. Đấy, ở trên này đấy, trẻ con nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà biết nhặt các cái loại rau ở trên rừng ăn rồi nhá các bác nhá. Đấy, rau dớn này là rất là ngon. Còn có nhiều loại là không ăn được, nếu mà không biết nhặt là không ăn được đâu. Đây thì các cháu ở trên này là quen rồi. Bé bé này thôi nhưng mà biết đi nhặt rau rồi. Này, nhặt đi nhá. Nhặt ra không để tí xào ăn nhá. Ừ à, vâng chứ. Phải vâng. Ừ. Đấy, theo cái tiếng địa phương ở trên này các cháu nhỏ là cũng hay nói giống tiếng dân tộc ấy. Vâng thì không biết thì toàn ừ với lại à thôi, hứ há thôi các bạn. Đấy, nhà Phành thì bát đũa nồi niêu xong chảo là cũng còn lung bung lắm. Nào, có gì ấy, sáng nay sẽ ăn rau cải. Đây ăn gì đây, cơm. Đấy, đây còn một nửa nồi cơm. Tủa chắc là vừa nấu đây. Gạo này gạo mới đấy các bạn. Đấy. Gạo mới gạo năm nay. Đấy, lúa của tủa đây. Hôm nay nấu món cá với cái gì? À. Nấu cá với cái gì? Nấu cá. Nấu món cá với món gì nữa? À. Có cái gì? Hôm nay có những món gì? Món gì á? Không biết nói. Không biết nói à? Mối, mối. Có cá này, với rau gì nữa? Ăn cá với ăn rau gì nữa? Ăn ta cũng có rau là kể ăn thịt được. Không có rau ăn thịt thôi à? Ăn một con cá à? Cá này. Thế nấu đi. Bỏ cái phân nó ra. Nhá. Đấy, đấy. Mỹ tủa. Hả? Phải chịu khó đi sớm làm việc nhá. Đi sớm làm việc à? Thuê anh em là người ta đi làm sớm đấy. Đi làm nhá. Sáng 6 rưỡi là phải ra đi nhá. 6 rưỡi phải ra. Ra thế để làm, kia đấy làm không thám việc đó. Hộ anh em để xúc đất xúc cát rồi là đào móng, anh em bảo làm gì làm nhá. Phải nghe nhá. Để làm được cái nhà nó đẹp nhá. Thích không? Làm nhà đẹp hơn nhà Phành đấy. Đẹp hơn nhà Phành đấy. Có được không? Được à? Thế nên nấu cơm đi. Nhá. Tí làm cơm nhá. Tức là ý của tủa là mời cơm trường lý. Tủa nói chuyện
câu được câu trăng thôi, nhưng mà cái mình giao tiếp tiếp xúc nhiều ấy, mình cũng hiểu cái ý của tủa. À, chú đâu rồi? À bác đâu rồi? Cái bác đi, bác bị liệt liệt chân ấy. Bác Cầm đi đâu rồi? Hả? Không biết à? Mấy hôm nay còn ở đây không? Không. Không ở nữa à? Đi đâu rồi? Sang nhà chú Thảo à? À đi sang kia rồi. Đấy. À, anh trai của vợ anh Phành là biết đan lát rất là giỏi nhá các bác nhá. Đây này. Đấy, cái anh mà bị câm điếc ấy, hôm mà trường lý cho 10.000 ấy, là cái anh đấy là biết đan cái rổ, cái giá, rồi là cái mẹt. Đấy. Và cái quẩy tấu, rồi là chuộng, cái lồng lợn linh tinh, nói chung là đan lát là cái bạn đấy là làm rất là tốt nhá. Đấy. Đây là những cái ống giang mua đi lấy về để cho bạn đấy trẻ ra xong là đan những cái sàng, cái sẩy, rồi cái mẹt. Mình không biết là dạo này còn cái nào ở đây không. Chú ấy bán hết rồi à? Mấy cái mẹt ở đây. Đúng không? Đây đây cái mẹt vừa rồi là cái bạn đấy làm đây, hai cái nha các bác nha. Rất là đẹp. Đây mình cho ra chỗ sáng sáng này cho các bác xem. Đấy, đây là sản phẩm mà sản phẩm của cái bạn bạn Cầm ấy. Tên gì nhỉ? Dinh nhỉ? Không biết tên hả? Đấy. Đấy đan ghế cái sàng mềm mén này cũng rất là ok nhá, đây này. Đẹp. Đấy, nhìn tuyệt vời luôn. Đấy. Không kém tay nghề của các vùng khác đâu. Đấy, làm rất là gọn gàng, đẹp đẽ này, chắc chắn này. Đấy. Đây là cái mẹt bà con ở trên này là hay dùng những cái này để đảo mềm mén các bạn. Đấy. Đây cái bụi mềm mén nó còn dính vào đây này. Đấy. Cho mềm mén vào đây xong trộn với nước, sau đó nhào đều lên. Và người ta sẽ dùng cái sàng này, người ta sàng ra, sàng để lấy những cái bột. Đấy. Còn những cái mà nó ngấm nước, nó vón hình cục ấy, thì người ta sẽ xoa 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 này để tơi hết ra, thì nấu mèn mén nó mới ngon nha các bác nha. Sau đó cho vào nồi chõ để hấp. Đấy. Nấu mèn mén thì nó mất nhiều công đoạn lắm các bác, phải nấu hai lần là cho nước vào xong là hấp đồ đi đồ lại. Đấy, chúng ta phải đồ hai lần thì mèn mén nó mới chín mới ngon được nhé các bác nhá. Làm thêm một con nữa. Anh không ăn cơm đâu. Hả? Anh không ăn đâu. Không ăn à? Ừ, cứ làm đủ anh em ăn đi nhá. Ừ, thế cứ làm đi. Ừ, cứ làm thêm đi, cứ làm thêm đi, làm thêm đi để tối ăn tiếp, không ăn hết tối ăn tiếp. Ở trên này ấy là hay ăn cá đông lạnh này, đây cá chim, cá này khá là an toàn về thực phẩm, bởi vì cá chim này là cá người ta nuôi, sau đó người ta thu hoạch và người ta đóng đá, người ta mang lên đây người ta bán, thì tất nhiên là con gì nuôi thì nó cũng phải chăm sóc cho ăn, thức ăn thực phẩm thì mới lớn được. Nhưng mà đối với lại cá thì nó ít cái chất bảo quản hơn là cái thịt gà. Cái thịt gà đông lạnh ấy mình không rõ cái nơi xuất xứ nó là ở đâu. Vì vậy là ở trên này họ hay bán những cái đùi gà. Nên là ăn cũng rất là nguy hiểm. Đấy, ở dưới kia là ngan nhà anh Phành là nở hết rồi nhá. Xuống dưới kia chơi kìa. Đấy, không biết được bao nhiêu con, cho nên là mình đếm thử xem nào. Mắt cũng không tinh lắm nhưng mà ước chừng nha các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Không nhầm là 15 con. Cũng khá là nhiều đấy. Không biết là có lớn được hết không. Cái ổ ngan hôm trước mình quay là ấp ở đằng sau này này. Đấy, giờ là nở rồi.
À, ở trên này hình như trồng rau. Đấy, trẻ con ở đây không có cái gì, cứ vẽ lên tường bên này. Hay không? Đấy, tuổi thơ vẽ lên tường luôn. Mình xem ở trên này trồng rau gì. À, đây, cái phần là trồng được ít rau cải đây rồi. Mà, chắc là ngan nó xé rồi, tan nát hết rồi, không ăn thua. Trồng cái này không ổn à, ngan nó xé quá. Đấy, như vậy là tiến độ làm nhà cho em Tủa là hiện tại là đã xong cái phần móng nha các bác nhá. Đấy, chuẩn bị lên gạch rồi. Và hôm nay là ngày thứ tư. Thì em Tủa em nãy trường Lý cũng cho tiền để anh Phành mua thức ăn về đây nấu ở trên nhà anh Phành này. Bởi vì Tủa là giờ chỉ chơi mũi anh Phành thôi. Đấy. Thế nên là thôi ở đây cho anh em đi lại tạo tình cảm. Rồi, có lẽ là trường Lý cũng xin phép kết thúc video đã quay cho quý vị và các bạn biết được tiến độ làm nhà của em Tủa. Thì qua video các bác cũng được nhìn thấy rồi nhé các bác nhé. Đấy, và bây giờ là dành thời gian cho Tủa nấu cơm, ăn cơm. Trường Lý cũng phải đi về. Đấy, để về để mai chuẩn bị sắp thép rồi là các thứ đồ lung tung ở dưới kia để ngày mai lại lên để tiếp tục làm nhà cho em Tủa tiếp các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.